Huyện Đồng Hồ. Chào bà con, hiện tại này liệt qua mà đổ cho anh Nghĩa ha. Mình này mình ở đâu anh Nghĩa? Ở xã Đồng Phú, huyện Đồng Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Ừ, của Vĩnh Long. Hiện giờ cái ao này chắc cũng tới 1000 mấy mét vuông ha. Ừ, này hơn công. Hơn công ha. Nhưng mà nước của anh Nghĩa là hiện tại là nước là chắc ăn là ngon rồi đó. Một phân đó bà con, cái bọng trà đó đó ra vô trực tiếp tế xong gì đó. Đã nuôi là biết hiện tại là bèo của ảnh nó đang bị sâu một con chứ không phải bị bệnh một con. Cái này là tai tượng. Tức là bèo của ảnh đang tốt như tốt dữ lắm. Tốt rồi, bù rễ thấy chẳng khó khiếu rồi. Bà con thấy hiện tại nó nhầm khi bà con biết nó ô gì sao nó bị bệnh hay nó vàng quá anh Liệt ơi, không phải đâu. Mới vớt là ba cái lá này là nó buộc nó phải vàng, bà con. Cái này là cái lá chân, cái lá đài của nó, nhưng mà thật sự coi này nè. Bà con coi này nó lên đây nè. Lên hết biết tốt không? Một bụi ra chừng cả 20 bụi vậy ha. Nó nhầm khi anh nói là sao nó vàng, bây giờ cái này giờ xịt thuốc tiên nó cũng không có xanh nữa. Tại vì cái lá đài nó rồi, cây gì mình trồng cái lá đầu tiên là nó sẽ vàng thôi. Mình lo này nè, coi nè. Hết biết tốt không? Người ghế trắng phiếu rồi. Hồi nữa anh chiều anh xịt thuốc cho em đi. Là anh xịt ngày chiều nay anh xịt ha, là ngày mai là anh nhìn là thấy là mát luôn. Nó nhanh lắm. Dài tính mấy mé rồi, tính để cho nó im không dọn thôi, dọn mẹ anh đi, anh dọn dùng dòng mé để cho sập cho anh, tại vì để cho ba cái bèo này nè, xịt luôn ba bèo này với ba cái sậy đó anh đốn lên tận cho ông bèo nó nở ra. Cho nó nở ra. Mà đừng căng gì cho nghe nhé. Ừ, đừng căng nghe nha, cứ lo bèo gì cho. Bất cứ gì điện nha, đừng có căng. Căng nguy hiểm lắm. Thả chiếc này đã chừng cần mà bữa thấy em im tôi chắc thả thêm 50 ngàn. Chắc ăn liền rồi, khó nói đi. Không phải cũng ngán ngán. Dùng sợ mà không im rồi lỗ đỏ không công. Mà anh làm đi em đi. Nếu mà lấy ổn thì thả thêm nữa. Để trước tiên là cái nguồn nước của anh là ngon hơn của người ta nè. Tại vì kìa cái bọng cái bên cái trong cái bên mà. Thả được này chịu là có giá. Em à, thì thả 100 ngàn phải gu gì hả? 100 ngàn như vật cái công đất hơn đâu. Tiền công. Thả được này là Tết tán rồi. Tết kịp không? Hút luôn á. Tết để nhấp luôn. Làm kỹ thiệt chứ mới về chứ ở đây làm tôi được đường kỹ che hết nè phải không? Khác ở đây chạy giống nó đổ thấy nó bự bự nhỏ nhỏ lụm nó bự nó bắn mắt bự có khi bán 400-500 nữa dạ? Bự con có khi bằng gần bằng có cái út gì nè đủ đủ chở ngược lại bự mà đem lại đổ cho em không lấy đó nha em ngược lại có chỗ cũng 250 tới bữa hôm mà sao chọn em tôi thấy lên YouTube coi cũng rồi hỏi tôi gì lên YouTube coi học hỏi mấy kỹ sư người này kia ấy thấy anh làm thấy thiên nhiên thấy có lý thầy thấy mình vớt bèo thấy ốc nó sống trong bèo á thấy cũng ngon thấy có lý hơn dụng thứ cho ăn không chừng thấy nói chết. Nói thì giống hả không có lý do cho ăn nhiều nó chết bởi vậy mới điện không chứ làm thử em ra anh điện em cũng lâu rồi nay cũng cần gần cái tháng à thả tính thả 10 ngàn thứ điểm mà thấy như nói câu ý kiến từ vợ phái vợ kia giúp mẹ 50 ngàn thả 2-3 lần không công đầu tiên đặt 10 ngàn à đúng rồi, đầu đặt 10 ngàn cái thả lan ra ngoài luôn á thì lấy xăm ba cái mùng cá nhóc trên qua dèo cá này. Mẹ nuôi 7-8 bè cá mà. Mới sức mới xong hết cá gì ạ cá đường hồng lỗ thấy mẹ có đợt này lời được 2 bè lại mà có lợi mà có hết lỗ 5 bè chứ ngày nuôi ốc thử rồi không cho ăn nữa rồi
Hệ thống cái dạng này cái vuông này cũng ưng cái bột cái điều hành. Ai nuôi gì cứ ăn, mình cứ nuôi gì mà thức ăn dở mắt như quỷ, cho nuôi gì cho ăn thức ăn thua. Chơi gì nuôi gì dặn không cho ăn, không ai tin hết. Cho anh thì hao nhiều lắm, cái 5 ngàn nhưng mà anh để cái quy tắc cho em để 5 ngàn. 50 ngàn có anh để một ký lô ba lần đó. Ký lô ba ha, là tùy theo giá móc nha, giá ốc em đó nha. Còn cho anh cái phần 5 ngàn là riêng, con riêng. Còn nhỏ thả dẹo lớn được thì đâu còn bự nữa. Dẹo lớn rồi, như giật rồi. Như nó có hao hụt là lay gai trên tàu đó chú, này là cái phần đó của em rồi. Chút đỉnh làm gì không hao thì anh nuôi cá anh cũng biết mà. Tôi tính kiếm được còn hao hụt 50 còn 50. Trời ơi. Cái lớn còn được 50% cũng được. Mặn gì mà không có hao hụt. Em đâu có dám, anh đâu có nói là con em đổ là 600 con, 600 con làm mình cũng có hao hụt chứ. Bởi vì cái chuyện hao hụt em. Bò này là đủ có nguồn thức ăn. Anh đừng có làm gì luôn. Chịu cài ghé rồi cám vô cho nó. Nghe hết biết lắm nha. Nghe nó gấp rất là đủ. Mày trắng trắng lội anh thấy rồi không? Rồi đó, kể nó có lọt ra ngoài cũng kể lọt ra ngoài, mình có lớp nước kia rồi nghe anh biết. Có lớp nước ngoài cho nó ra ngoài rồi xương xương của nó khui. Nó về giống ốc em coi. Còn là nó bạn bạch không? Chiều nó sụp chưa trong dèo này là tới chuyện coi cái trong dèo này nuôi 2 tuần đi hạ cái ha, 2 tuần có 2 tuần ha, 2 tuần hạ cái đi đừng để nữa mở cái này chắc thấy cái gì biết rồi. Sao mới đây nó mở mặt rồi đó mà anh nhỉ, nè nè nó mở trắng là nó mở trắng là... ừ đó thấy không lội nè, đeo vào cám ăn rồi nè, nhanh lắm. Đồ cám mà nhận nở dữ thì kia bữa đó lại xương ra đó không, không có thấy đồ cám ở đây nha anh hả? Anh không có thấy đồ cám vô cây trên cái cỏ này nha, cỏ ha, chỉ thấy vòng vòng trong trong rồi đó đó. Xương xương thương thôi đó. Chừng ăn tô gì đó rồi hết anh hát đẩy nữa.
anh là bèo cái tượng không à. Bởi vì cái gặp tay thỏ mà chứ bị sâu ăn gì nó rủi luôn á. Cái tượng thì nó không có đâu. Nó lại thấy nó bự nó dài dài. Tôi tưởng tay thỏ. Không, cái tượng. Hồi anh gửi hình qua cho em là biết cái tượng rồi. Lên này thấy không? Mày không? Nó từ từ vậy đây tới chiều tới ngày mai là bắt đầu nó ra đó. Cỡ ba bữa thì anh ha lấy cái cỏ nó ra ha. Anh lấy cái cỏ ra luôn ha. Lấy cỏ ra anh hút nhẹ nhẹ coi nó có hao hụt trên đầu chú bao nhiêu. Anh cho mình biết luôn. Em lót đầu chú nguyên mà. Thì em đoán chừng chỉ vài ngàn à, không có lên tới cái 5.000 của em đâu. Đi cắm lại. Quay sát thì con coi mới để nó ra mất biết. Gào trắng trắng nghe gào gào luôn ha. Rồi anh cứ nước ra nước vô đừng có đẩy bọng lên nha. Ra vô thoải mái cho rồi nó mau lớn. Cái mày trắng lên hết. Tới chừng nó ra bắt đầu cái nữa anh muốn coi á, ra cái anh nhận cái gì nè. Để ha nó nổi lên ha. Nó nhận cái nó nổi lên nè. Nó đang đầu cá. Anh nhớ phải vớt bờ cám chứ đừng có vớt bờ qua dâu nha. Qua dâu là nó không được đâu. Qua dâu là nó bụi. Mình có qua dâu nè. Nè. Qua dâu nè, nó bụi gì nữa, bụi ba bốn mấy nè. Nè. Nó bụi ha. Còn bèo cám mình nó chỉ có một lá một thôi nha. Nè. Em thấy tốt nhất đừng có thảy bèo đó vô lỡ bèo qua dâu nó chết luôn á. Anh biết bèo cám bèo dâu không? Không gần nữa. Thôi không gần, thôi đi kể nó đi. Bỏ đại đi ha. Bỏ đại đi, nữa hốc mới để hốc mà nó về cái tượng quá vô được rồi. Như mai chiều gì hốc rồi mới về cái tượng. Bỏ thêm rồi vô ha. Thôi nhiêu được rồi, kể đi, khổ quá đi. Kể đi. Rồi nếu có gì em quay em chụp hình cỡ qua cho em. Rồi đang kêu làm gì làm. Còn nếu anh biết chắc ăn bèo cám á, thì anh gái bèo cám vô. Còn không ấy thôi để thảy bèo qua dâu vô cái nó trong đây mênh mông cái mệt mỏi lắm ạ. Nơi mà ốc ăn không à? Không, không ăn mà nở cứng hầm mình chết đều tay tưởng luôn á. Thì hiện giờ liệu nay qua đổ cho anh Nghĩa thì cũng 50.000 rồi hả bà con. Cái ao ảnh nguồn nước thì cái bọng kìa, cái bọng kế bên qua thì khỏi nói về vấn đề nguồn nước đi. Nước này là thấy ngon rồi. Bây giờ clip này tới đây chào bà con tạm dừng nữa sao.